xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thiên Vũ Channel. Thì ngày hôm nay anh em Thiên Vũ lại tiếp tục lắp đặt một bộ dàn con quách 8 tại địa chỉ là Midtown trong chung cư tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay xin mời mọi người theo dõi tiến trình lắp đặt của anh em như thế nào nhé. Vừa rồi thì cũng đã làm clip cho mọi người thấy con màu đen rồi, con quách 8. Thì hôm nay con quách 8 này mình sẽ review tiếp tục là con màu trắng. Thì cũng phiên bản nó hay lắm mọi người. Thế cái dòng SE này là con có 8 để chữ đúp ở đây là cái chữ Y, Y cái là màu trắng. Thì màu đen thì sẽ không để cái đúp này, chỉ là để có 8 thôi. Màu trắng tính năng của nó để chữ đúp này, chữ Y đó. Rồi bây giờ tiến hành khui lo cho mọi người nha. Thì cái con SE này á, là nó có công suất là 250W, tần sức của nó là từ 80Hz đến 20kHz. Thì bắt buộc cái con này là loại loa đồng trục á mọi người, bắt buộc mình phải dùng súp bù vào. Thì hôm nay mình cũng sẽ sử dụng một cái súp, đó là con súp Beisau 3030A. Đây rồi mọi người thấy con này là đẹp không mọi người? Trắng nhìn cái lớp vỏ nè, rất là cứng cáp. Cái màn này cũng gọi là màn nhôm luôn mọi người. Đây, nhìn rất gọn và đẹp. Thì thay như vừa rồi thì mình sẽ là dùng mình treo ti. Thì tùy thuộc không gian á, của khách thì khách yêu cầu là muốn đặt chân bàn cái vị trí như thế nào cho thích hợp thì mình sẽ đặt em đặt hai chân gỗ này cho cái không gian ngày hôm nay mình sẽ phối ghép. Đây, mọi người view không gian. Thì mình đặt sẽ hai vị trí hai bên này của tivi nữa, mình cho nhìn nó gọn và đẹp. Dùng cho bộ combo này đó, con súp Beisau 3030A. Thì mình vừa rồi cũng nói là con này á, và súp Beisau 3030A thì nó là cái dòng cải tiến của con 2030. Thì do hãng nhu cầu của mọi người á, thì sử dụng thì nhà hãng cũng cho phối ghép cái con này cải tiến lên, nó sẽ quýnh ra cái bát nó quýnh lực và mềm hơn mọi người, chắc âm nó lại nghe rất là ấm. Và thêm cái mọi người đầu chi phí đầu tư á, nó cũng lại thấp hơn so với những dòng súp khác. Như dòng châu Âu này kia mình dùng những súp nhưng mà là tuy không súp nó cũng tương đối mà lại đắt tiền hơn. Con này nó cũng phải có ghép rất là phù hợp mọi người. Chất âm ra nó vẫn là đạt được cái tiêu chuẩn cũng là 90 rồi. Thì công suất của con súp Beisau này nó cũng được 300W nha mọi người. Thì ok mọi người, ngày hôm nay mình sẽ sử dụng phối ghép bộ combo này cho con SE Audio Technica 8. Thì mình sẽ dùng nó con Man Round XE XLI 1500. Thì một kênh của nó là 500W nha mọi người. Đây, đây là một kênh. Kênh 1, kênh 2. Và mình sẽ sử dụng thêm cái là con quản lý nguồn SB108 Misao. Này, thấy không? Người thấy không? Và con JBL KX180A là có con mang số này. Và mình con sử dụng thêm con là JBL VM300 bộ micro dành cho nó.
Thì ok mọi người, bây giờ mình đã lắp đặt nó xong xuôi hết rồi. Thì mình không biết là anh Quy kỹ thuật thì đang lắp đặt hai cái lo này, hai vị trí này thì không biết như thế nào, mình sẽ hỏi anh Quy. Thì anh Quy ơi, hai cái lo này mình đặt như vậy á thì nó sẽ ra âm thanh như thế nào ạ? Xin anh được ý kiến cho mọi người biết ạ. Ok mọi người, thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người thấy một cái cặp chân mình đang để đây. Thì thực chất thì khi lúc đầu á, là anh chị muốn đặt chân như thế này. Nhưng mà bởi khi mình qua, mình kiểm tra không sơ qua không gian như thế này thì mình thấy, mình thật chất mình có tia thấy là chỗ này có một cái kệ như thế này. Cho nên là mình sẽ đặt loa vào vào cái hộc này luôn. Cái nhất nó vừa cùng với cái tông màu luôn, nó cũng rất là đẹp và nó cũng tạo được thẩm mỹ và cũng rất là gọn, không có bị chiếm thêm diện tích ở phần này. Cho nên là mình tư vấn cho anh chị là đặt loa ở vào đây. Thì về cái góc độ của âm thanh á, thì nó cũng rất là ok. Cao đâu đó khoảng tầm 1,5 m và vị trí ngồi thì nằm ở đây thì khoảng tầm 2,5 m. Thì với cái vị trí đặt loa như ở cái mình đang đặt đó và vị trí ngồi ở đây mà mình sẽ ngoài loa hơi nghiêng một xíu á, thì cái góc phụ ở không gian này ngồi nó cũng khá là ok. Vì không biết được trước cho nên là mình không có chuẩn bị máy khoan bê tông mang theo, cho nên là mình không, hiện tại bây giờ thì mình chưa có luồn được cái sợi dây này qua đây. Bây giờ mình muốn là khoan một cái lỗ từ bên này thông qua bên này để cho che được cái phần dây này, và chỗ này thì đi một cái tí nẹp trắng xuống để cho nó che cái phần dây này cho nó đẹp. Cho nên là cái phần này á, một hôm khác mình sẽ cho một bạn qua rồi là hỗ trợ anh chị là làm sao đi cái dây này để cho nó giấu cho nó đẹp đó. Tại vì lúc đầu là dự kiến đặt chân nên là mình không có mang máy khoan bê tông theo, đó là cái vấn đề. Cho nên hiện tại bây giờ thì mình để tạm như vậy và setup đó, rồi sau này xong xuôi rồi vài hôm nữa thì anh chị có thời gian là mình sẽ cho người qua để mình sẽ làm lại dây nhựa cho nó đẹp, cho nó gọn. Thực chất thì mình rất muốn là lắp một bộ âm thanh lên thì dây nhựa không thấy ở đâu hết, làm sao cho nó gọn, cho nó đẹp cho cái căn phòng, cho cái view nhà mọi người. Nên hiện tại bây giờ thì mình sẽ đặt tạm như thế này, và loa thì mình sẽ hơi ngoay, hơi nghiêng một xíu như thế này để cho nó phụ tốt cái góc phụ mà chỗ vị trí ngồi này. Và ok, thì bây giờ thì mình sẽ set up, rồi một lát nữa mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe thử và test thử cái chất âm của cái căn phòng này mọi người ha. Thì căn phòng này có diện tích đâu đó cũng khá là rộng mọi người, bởi vì khu vực này khu vực phòng khách và nó gắn liền chung với phòng bếp đấy, rồi không gian này kia. Nói chung là tính tổng ở đây thì đâu đó cũng gồm khoảng tầm 50-60 m² mọi người, khá là rộng. Thì đây là không gian mở. Bây giờ mình quan trọng là ở khu vực chỗ này nghe ok, và khu vực chỗ này á thì nghe ở mức độ tương đối là ok rồi. Nói chung là khi mà chơi ca hát thì sẽ ngồi ở cái vị trí này là âm thanh nó sẽ phụ ở chỗ này rất là ok. Thì bây giờ thì mình sẽ đắp mọi người ha, lát nữa mời mọi người chúng ta quay lại. Oh,
rồi mọi người đã nghe thử chất âm con XE Audio Technico 8 này rồi. Không biết mọi người có cảm nhận thế nào thì nhớ để bình luận phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Thiên Vũ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.